Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật giái hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái hơi ngày 25 tháng 8 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận giá hơi trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có xu hướng tăng, đặc biệt là các tỉnh ở thị trường miền Nam với mức tăng dao động từ 1 cho đến 2.000 đồng trên 1 kg. Điển hình như các địa phương Đồng Nai, Cà Mau hay là đối với tỉnh Sóc Trăng. Và tại thủ phủ Thăn Nô Heo ở tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay, mức giá cao nhất đã đạt 69.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay ít có sự biến động. Mức giá cao ở khu vực miền Bắc rời vào các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên hay là đối với thành phố Hải Phòng. Ngay như một số địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Phú Thọ trong ngày hôm nay giao động trong khoảng 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Ở các tỉnh này cũng có những địa phương có mức giá cao hơn, đạt 69 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg, nhưng chủ yếu là những đàn heo đẹp, dòng siêu ba máu loại 1. Trong khi đó, nhiều địa phương ở khu vực phía Đông Bắc, đặc biệt là khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng hay là đối với tỉnh Hà Giang trong ngày hôm nay không có sự thay đổi. Các tỉnh ở khu vực này phổ biến xoay quanh từ 63 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Hay một số địa phương ở khu vực phía Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu trong ngày hôm nay vẫn đang đi ngang. Trái ngược với xu hướng chứng giá ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc thì trong ngày hôm nay, nhiều địa phương ở thị trường miền Nam tiếp tục có xu hướng tăng. Mức giá cao nhất trong ngày hôm nay đã đạt 69 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg và mức giá này xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên theo các hộ chăn nuôi ở khu vực này cho hay, tình hình dịch tả lợn châu Phi cũng đang có những diễn biến phức tạp. Theo số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước xảy ra 753 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 225 huyện của 47 tỉnh thành phố. Tổng số heo mắc bệnh chết và tiêu hủy lên đến hơn 36.000 con, chủ yếu là ở các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ. Hiện nay cả nước có khoảng 138 ổ dịch của 62 huyện thuộc 21 tỉnh thành phố chưa qua 21 ngày. Số heo mắc bệnh lên đến 9.867 con, tổng số heo chết và tiêu hủy lên hơn 10.000 con. So với cùng kỳ năm 2021, các xã bị dịch tả lợn châu Phi đã có xuống giảm 1,5 lần và số heo bị tiêu hủy so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm 3 lần. Cũng từ đầu năm 2022 cho đến nay, không có báo cáo ổ dịch tai xanh mới phát sinh nào tại các địa phương. Còn đối với các tỉnh ở khu miền Trung trong ngày hôm nay cũng ít có sự biến động. Mức giá cao nhất trong ngày hôm nay đạt 67 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Nhưng chủ yếu rơi vào một số địa phương như Thanh Hóa và Nghệ An. Còn các địa phương khác có mức giá thấp hơn. Ngay như một số địa phương ở khu miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay phổ biến ra quanh từ 62 cho đến 66.000 đồng như Bình Định, Phú Yên hay là đối với Quảng Nam và Bình Thuận. Giá heo hơi tại các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay khá thấp, nhiều địa phương chỉ ra quanh mức giá từ 58 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg và mức giá này cũng không có sự thay đổi so với những ngày trước đó. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay. Hà Nội phối mức giá 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 67 cho đến 70.000 đồng một số hộ chăn nuôi báo giá cuộc tiên lữ của tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 68.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình giao động 67 cho đến 70.000 đồng. Hải Dương trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 67 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam phổ biến mức giá 65 cho đến 69.000 đồng. Theo ghi nhận tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay, dòng chưa ba máu loại 1 có mức giá 68 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh giao động mức giá 67 cho đến 71.000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay phối mức giá 67 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá cục thủy nguyên của Hải Phòng có mức giá 67 cho đến 68.000 đồng. Nam Định và Ninh Bình giao động 66 cho đến 70.000 đồng. Các địa phương khác ở thị trường miền Bắc như Thái Nguyên phối mức giá 65 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Hai địa phương Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc có mức giá 66 cho đến 70.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu lập thạch của tỉnh Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay dao động 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Hay đối với khu cẩm khê của tỉnh Phú Thọ cũng đạt mức 68.000 đồng. Theo ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong ngày hôm nay, phổ biến giao quanh từ 66 cho đến 70.000 đồng. Lạng Sơn dao động trong khoảng 64 cho đến 67.000 đồng và địa phương này cũng vẫn đang đi ngang. Trong khi đó Cao Bằng giao động 65 cho đến 68 000 đồng trên 1 kg. Lào Cai với mức giá 64 cho đến 68 000 đồng, Yên Bái 64 cho đến 67 000 đồng trên 1 kg. Khu vực Bắc Cạn trong ngày hôm nay giao động trong khoảng từ 64 cho đến 68 000 đồng. Trong khi đó Hòa Bình phổ biến mức giá giao động từ 63 cho đến 67 000 đồng trên 1 kg. Sơn La có mức giá bình quân 64 cho đến 67 000 đồng trong khi đó Điện Biên với mức giá 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, đồng loạt có xuống tăng. Cụ thể theo ghi nhận bản địa Vũng Tàu có mức giá bình quân từ 66 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Đồng Nai trong ngày hôm nay phổ biến xoay quanh từ 65 cho đến 68.000 đồng theo ghi nhận ở nhiều hộ chăn nuôi, báo giá trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu của tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến mức giá 63 cho đến 67.000 đồng. Bình Dương dao động 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước 65.000 đồng. Trong khi đó đối với tỉnh Tây Ninh dao động 64 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Nhiều địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay đồng loạt có xuống tăng. Theo ghi nhận tại tỉnh Long An tăng một giá so với ngày hôm qua và hiện nay phổ biến mức giá 64 cho đến 67.000 đồng. Tiền Giang cũng tăng nhẹ 1.000 đồng so với ngày hôm qua và trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh từ 63 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre dao động 63 cho đến 65.000 đồng. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Rồng Trôm của tỉnh Bến Tre trong ngày hôm nay, dòng siêu ba máu loại 1 đạt 66.000 đồng trên 1kg. Trà Vinh có mức giá 62 cho đến 66.000 đồng. Bạc Liêu trong ngày hôm nay phối mức giá 63 cho đến 66.000 đồng và địa phương này cũng tăng nhẹ 1.000 đồng. Sóc Trăng cũng tiếp tục có xuống tăng thêm 1.000 đồng trên 1kg, phối mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Vĩnh Long có mức giá 62 cho đến 67.000 đồng trên 1kg. Và đặc biệt đối với tỉnh An Giang có mức giá rất cao, dao động 64 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Địa phương này cũng tăng 1.000 đồng so với ngày hôm qua các bạn nhé. Trong khi đó đối với Cần Thơ, dao động 63 cho đến 67.000 đồng. Đồng Tháp trong ngày hôm nay phối mức giá 63 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau dao động 63 cho đến 66.000 đồng. Đối với tỉnh Kiên Giang trong ngày hôm nay phối mức giá 63 cho đến 66.000 đồng và cũng tăng 1.000 đồng so với ngày hôm qua. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên ít có sự biến động và đây là khu vực có mức giá vẫn thấp nhất cả nước hiện nay. Cụ thể, theo ghi nhận tại tỉnh Con Tum, nhiều nơi báo giá 58 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Gia Lai phổ mức giá 59 cho đến 63.000 đồng. Đắk Lắk trong ngày hôm nay dao so động 59 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng phổ mức giá 60 cho đến 63.000 đồng. Đắk Nông trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, phổ biến trong khoảng từ 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, phần lớn các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay vẫn đang đi ngang. Cụ thể, theo ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa, dòng siêu ba máu bán với mức giá rất cao, 66 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Và lợn móng cái lông trắng trong ngày hôm nay chỉ dao động trong khoảng từ 63 cho đến 67.000 đồng. Nghệ An dao động 64 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay với mức giá 63 cho đến 67.000 đồng. Các địa phương như Quảng Bình với mức giá 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 62 cho đến 64.000 đồng. Trong khi đó Huế nhìn hơn một giá khi lên đến 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Đà Nẵng trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng từ 63 cho đến 65.000 đồng. Quảng Nam giao động 62 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ngãi trong ngày hôm nay, một số địa phương có xu hướng phục hồi với mức giá dao động từ 63 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Bình Định có mức giá bình quân 64.000 đồng. Phú Yên dao động 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa trong ngày hôm nay nhỉnh hơn một giá so với ngày hôm qua và phổ biến trong khoảng 63 cho đến 66.000 đồng và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giải hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.